Dương Siêu Việt chính thức nhận vai chính trong Hoa Thiên Cốt phiên bản 2.0. Mới đây, một tác phẩm tiên hiệp mang tên Trùng Tử vừa chính thức thông báo khởi quay. Dàn diễn viên chính cũng được tiết lộ do Dương Siêu Việt và Từ Chính Khê đảm nhận. Trùng Tử là tác phẩm tiểu thuyết tiên hiệp xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa hai sư đồ Lạc Âm Phàm và Trọng Tử của tác giả Thục Khánh. Lạc Âm Phàm là chủ nhân của Trọng Hoa Cung trên Tử Trúc Cung, vốn là chủ tọa tiên minh hộ giáo phái Nam Hoa. Sau nhận Trọng Tử, trời sinh sát khí làm đồ đệ, trải qua hai kiếp cuối cùng đến với nhau, cùng nàng có một trai một gái. Hai vạn năm sau bị trời phạt, Trọng Tử đỡ hộ thay Lạc Âm Phàm mà qua đời. Lạc Âm Phàm ôm Trọng Tử chẫm mình xuống tiên hải, chỉ để lại bức thư do chính tay mình viết, từ đó về sau bạt vô âm tín. Khi nghe nội dung chuyện tình thầy trò ngược tâm, lâm ly bi đát thế này, rất nhiều người đều sẽ nghĩ tới Hoa Thiên Cốt do Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa thể hiện. Từ cốt truyện đến tính cách nhân vật đều có nét tương đồng, họ xem đây là Hoa Thiên Cốt bản 2.0 rất đáng để mong đợi. Về dàn diễn viên, trước đó từng có tin nữ chính sẽ do Dương Tử đảm nhận, nữ diễn viên từng thành công với hàng loạt tác phẩm thể loại cổ trang, tiên hiệp nổi tiếng. Nhưng khi đoàn phim chính thức công bố lại gọi tên Dương Siêu Việt, một nữ idol xuất thân từ sáng tạo doanh 101, năng lực vũ đạo ca hát bình thường, thường xuyên lỡ nhịp nhưng lại mang về vô số fan hâm mộ. Rocket Girls 101 thực chất chỉ là bệ đỡ để Dương Siêu Việt gia nhập làng giải trí. Cô sau đó nhanh chóng chuyển hướng làm diễn viên. So với sự nghiệp ca hát, việc đóng phim của Dương Siêu Việt khởi sắc hơn nhiều. Cô nhận được lời khen với phim đầu tiên đóng chính, Cực Hạn 17, Vũ Nhĩ đồng hành. Diễn xuất khá tự nhiên của Dương Siêu Việt gây bất ngờ với khán giả. Đầu năm 2020, Dương Siêu Việt đóng vai phụ Hạo Thiên trong Tương Dạ 2. Góp mặt không nhiều nhưng nhan sắc cổ trang của nữ idol 22 tuổi để lại ấn tượng với khán giả. Cô được ví von là nữ thần cổ trang mới vì vẻ ngoài và khí chất rất phù hợp. Từ khi debut đến nay, con đường diễn xuất của Dương Siêu Việt rất thuận lợi khi liên tiếp đảm nhận vai nữ chính trong nhiều tác phẩm. Dù khả năng diễn xuất của cô nàng không phải quá tốt nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Có điều, Trọng Tử là một vai diễn có sức nặng tương đối lớn, biến hóa tâm lý nhân vật tương đối nhiều, liệu Dương Siêu Việt có thể đảm đương được? Nam chính Từ Chính Khê bước chân vào giới giải trí với thân phận người mẫu, thân hình đạt chuẩn, ngũ quan đoan chính, khuôn mặt điển trai với các góc cạnh rõ ràng, vô cùng phù hợp với hình tượng nam thần cổ trang trong lòng khán giả. Anh bước chân vào giới diễn xuất từ năm 2009 với nhiều tác phẩm lớn nhỏ khác nhau, kinh nghiệm diễn xuất phong phú, khả năng diễn xuất cũng rất tốt. Điển hình nhất là vai phản diện Vũ Văn Hộ trong Độc Cô Thiên Hạ, được khán giả đánh giá rất cao. Đáng tiếc là nhiều tác phẩm có sự góp mặt của anh đều là phim nổi nhưng người không nổi. Với việc nhận được một kịch bản tốt, nguyên tác nổi tiếng như Trùng Tử, hy vọng Từ Chính Khê có thể dùng thực lực diễn xuất của mình nổi tiếng chỉ sau một đêm. Bên cạnh nam mỹ, ngôn tình thì tiên hiệp cũng là một trong những đề tài được rất nhiều khán giả yêu thích, mỗi năm đều có vài bộ lên sóng. Những tác phẩm này đa phần đều là phim truyền thể từ tiểu thuyết nổi tiếng. Bạn nghĩ sao về sự kết hợp giữa Từ Chính Khê và Dương Siêu Việt trong Trùng Tử lần này?